Văn hóa văn nghệ là một hình thức hoạt động cơ bản của công tác tư tưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ vị trí hàng đầu của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Quân đoàn 3 đã làm tốt công tác tư tưởng văn hóa ở đơn vị, coi đây là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã có nhiều phương pháp hay, cách làm hiệu quả để làm phong phú đời sống tinh thần của bộ đội. Nổi bật trong đó là mô hình ban nhạc đồng đội của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Trên thao trường đầy nắng và gió của Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, những lời ca tiếng hát về đất nước, về Đảng, Bác Hồ, về mảnh đất Tây Nguyên và tình yêu đôi lứa vang lên, xóa tan đi không khí căng thẳng của những giờ huấn luyện. Những thanh âm này không phải đến từ một ban nhạc chuyên nghiệp, tiếng hát ấy là của bộ đội Trung đoàn 66. Họ là những thành viên của ban nhạc đồng đội. Có đội ban nhạc thao trường đã thể hiện các ca khúc về cách mạng, về quê hương, đất nước, về Đảng và Bác Hồ kính yêu. Bản thân tôi nói riêng cùng toàn thể các đồng chí trong đơn vị nói chung đã có những giây phút giải trí thật thoải mái, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Gọi là ban nhạc đồng đội bởi đây là tập hợp những hạ sĩ quan, chiến sĩ có năng khiếu về nghệ thuật, là những hạt nhân văn nghệ tích cực đang học tập huấn luyện tại trung đoàn. Chỉ với một cây trống ca dông, vài ba cây đàn guitar là đã đủ để những người lính này say sưa thể hiện tình yêu, niềm đam mê với âm nhạc. Tất cả anh em đều rất là đam mê nghệ thuật, yêu cái nghệ thuật. Đấy, xem đó như là cái động lực thứ hai để mà rèn luyện trong cái môi trường quân đội. Trước đây thì mới vào thì mới thành lập ban nhạc ấy, thì là các đồng chí thì hát nó còn sơ sài lắm, có thể nói rằng là đang sơ sài. Nhưng mà trong quá trình mà tập luyện, thời gian tập luyện thì anh em nó dần dần nó khắc phục. Cái lời ca tiếng hát là sự gắn kết tình anh em trong đơn vị. Với sự xuất hiện của ban nhạc đồng đội thì đã tạo cái không khí vui vẻ, hứng khởi cho chiến sĩ trong trung đội tôi qua cái giờ giải lao, có cái động lực, cái tinh thần để chuẩn bị cho những cái giờ học tập tiếp theo. Từ 5 thành viên, đến nay ban nhạc đồng đội của Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã phát triển lên 20 thành viên. Hiện nay, ban nhạc đồng đội không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, mà còn tạo ra màu sắc tươi mới cho phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, tạo được niềm vui cho những người lính, an tâm học tập công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.